Chào các bạn, trong video này thả theo yêu cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chữa điện thoại di động, cách sử dụng bộ cấp nguồn để mình xác định xem cái mainboard điện thoại di động á nó hư hỏng ở vị trí nào và phần nào. Để mình nói sơ qua cái bộ nguồn của điện thoại di động á, cái bộ nguồn này á thay thế những cục pin cung cấp cho cái máy điện thoại di động. Ở đây nó sẽ có hai cái phần quan trọng. Đó là phần điện áp có thể điều chỉnh được và phần ampere. Cái này em ba kế dùng để kiểm tra coi cái điện thoại di động của mình đó, nó ăn dòng bao nhiêu ha, nó có bị mất nguồn nè, bị hao pin hoặc là bị treo máy hay không. Thì nhờ vào cái em ba kế này mình có thể xác định được nha. Hiện nay trên thị trường đó, nó sẽ có hai loại bộ cấp nguồn cho điện thoại di động. Thứ nhất là cái bộ nguồn như thế này. Cái đồng hồ của nó, em ba kế bốn kế là đồng hồ kim ha, nó sẽ nhích lên nhích xuống. Còn một loại nữa là đồng hồ số, nó hiển thị bằng cái màn hình LCD hoặc là cái LED 7 đoạn. Những cái màn hình đó giá cả nó mắc hơn những cái loại đồng hồ này. Thì tùy theo nhu cầu của mình đó, thì các bạn có thể tham khảo hoặc tìm mua. Như cái bộ nguồn cấp nguồn này á, cái dòng của nó là nó mắc là khoảng 1 ampere thôi. Bộ nguồn mà số nó lên đến 5 ampere, 10 ampere và điện áp của nó dao động từ 0V đến 30V. Thì đối với những cái bộ nguồn mà điện áp lớn và dòng lớn vậy á, các bạn có thể test được cái phần laptop á, nó bị chạm B cộng là 19,5V, thì mình có thể dùng cái những cái bộ nguồn số này á, mình test được nha. Còn những cái bộ nguồn này mình có thể test điện thoại di động. Tại vì khi điện thoại di động nó boot lên á, nó sẽ boot không quá 1 ampere đâu. Đối với những máy điện thoại di động thông thường á, nó sẽ boot khoảng hơn 100 mAh thôi, sau đó nó rớt về không. Còn đối với những máy chạm á, thì nó cũng maximum á, là nó chạm quá 1 ampere ha. Đối với những cái máy mà bị dòng chạm với bát á, thì sau đây mình sẽ nói sơ qua về cái sơ đồ khối của một cái điện thoại di động bất kỳ. Đây mình sẽ nói về một số cái khối chính của nó. Phần thứ nhất ở đây là cục pin của mình đó, battery, pin điện thoại di động. Thì nó sẽ cấp nguồn trực tiếp cho cái con IC nguồn. Cái phần này người ta gọi là VBUS ha. Và nó đi xuống cấp nguồn cho con IC công suất. Cái thứ hai đó là khối nguồn, hay là gọi là IC nguồn. Thì ở đây nó sẽ có một cái nút power on, power off. Khi mà power on các bạn nhấn vô giữ vài giây á, bên đây thông thường cái IC nguồn một số máy cũ á, nó sẽ có cái con thạch anh dao động 32,768 kHz. Thì các bạn nhấn nút này á, các bạn giữ một thời gian khoảng vài giây á, là bắt đầu nó boot khởi động lên nè. Thì cái IC nguồn này có nhiệm vụ gì? Nó sẽ lấy cái điện áp từ pin nè, nó sẽ chia nhỏ cái điện áp ra. Như ở đây nó sẽ chia ra thành 2,8V cung cấp cho vi xử lý và 1,8V cũng cung cấp cho vi xử lý. Đồng thời cái điện áp 1,8V này á, nó cũng cung cấp cho con IC bộ nhớ, memory, IC flash ha. Thêm vào đó, nó sẽ cấp một cái điện áp
cho cái phần TCO, có nghĩa là có cái phần dao động thạch anh 26 mê á. Khi mà cái con thạch anh này dao động á, nó sẽ chia cái tần số xuống, nó còn 13 mê GHz cung cấp cho con CPU này. Và con thạch anh 26 mê khi mà nó dao động á, nó ta sống hiện dạng hình sin nha. Thì để mà cho cái điện thoại này nó boot lên á, có cần bộ nhớ được cài sẵn trong IC nhớ flash này. IC nhớ flash này nó gồm có RAM nè, rồi có ROM ở trong đây, hoặc là có ổ cứng ha. Thì đây nó sẽ có như một số xung nhịp, như xung CK là xung clock á, nó xung cung cấp cho cái IC bộ nhớ từ CPU nè. Rồi cái data là phần dữ liệu á, nó cung cấp vô đây luôn, nó lấy, nó truy xuất. Đồng thời có phần address, địa chỉ á, tại vì nó muốn lấy cái những từng ô nào, bộ nhớ nào á, nó sẽ đủ lấy đúng địa chỉ ha. Thì do cái con CPU này và con memory này bắt tay với nhau, nó sẽ khởi động cái chương trình mà để mà boot cái điện thoại này mở nguồn. Khi mà CPU và LAT á, nó hoạt động thì nó sẽ điều khiển con IC nguồn này, nó sẽ cung cấp cái điện áp cho cái phần thu phát sóng TX, RX. TX là phần phát sóng ha, RX là phần thu sóng. Nó nằm trong cái khối RF là khối cao tầng. Cái khối RF này nó gồm có IC trung tầng và IC công suất, mình gọi chung là cái phần thu phát sóng. Cái khối cái này có nhiệm vụ là điều chế tín hiệu. Mình giả sử đi, khi mà các bạn nói vô micro á, thì nó qua đây nó điều chế ha, rồi nó gửi sóng mang, rồi nó phát qua ngoài anten. Khi mà có tín hiệu cuộc gọi khác người ta gọi đến cho mình á, thì anten thu vô nè, qua switch anten nè, nó sẽ vô công suất, nó khuếch đại lên, sau đó nó đưa vô con IC trung tầng giải điều chế, rồi nó đưa ra cái phần audio này, nó gồm loa, chuông, loa để mình nghe đàm thoại với nhau á. Giải điều chế ở đây á, là nó lược bỏ cái sóng mang, tại vì những cái tín hiệu mà âm tần audio này á thì muốn phát đi xa, nó cần phải cài lên những cái tần số cao hơn á. Thì ở đây nó sẽ qua con IC trung tầng. Nói chung các bạn hiểu nôm na như vậy, nó khuếch đại công suất lên rồi nó mới phát đi xa. Còn ở đây khi mà thu vô á, anten thu nè, nó sẽ suy giảm hao trong không gian á, thì nó đưa qua con IC công suất khuếch đại lên, rồi nó đưa vào trung tầng để nó giải điều chế, nó tách sóng mang ra, rồi nó đưa qua cái tín hiệu âm tầng. Âm tầng nghĩa là tai người nghe được á, như ở đây là loa nghe được ha. Đây là sơ đồ khối đơn giản. Ngoài ra còn có một số các thành phần khác, như chẳng hạn như IC Bluetooth nè, IC Wi-Fi nè, rồi phần thẻ nhớ, sim card hay là màn hình. Nói chung là các bạn có thể tham khảo thêm. Thì đây là những cái khối chính cơ bản. Như vậy mình đã tìm hiểu được cái quy trình boot, là cái quy trình khởi động của một cái điện máy điện thoại. Thứ nhất, khi mà chúng ta bấm nút nguồn power on á, thì IC nguồn nó chạy nè, hoạt động ha. Rồi nó sẽ đưa qua cái điện áp vô cái mạch dao động và CPU. Thì cái hai cái phần này chạy á, thì nó sẽ đưa qua IC LAT chạy ha. Là lúc đó là mạch dao động chạy, là CPU chạy, LAT chạy, nguồn chạy luôn. Khi mà cái này chạy á, thì nó sẽ có cái điện áp ra cái phần IC trung tầng. IC trung tầng chạy thì nó qua IC công suất chạy và switch ra switch anten và ra anten phát. Thì tí nữa mình sẽ dùng bộ nguồn, mình nói từng quá trình cho các bạn thấy ha. Rồi các bạn có thể nhìn vào đó, các bạn tìm được cái phần nào trong cái sơ đồ khối này nó không hoạt động. Mình giả sử IC nguồn chạy á, đến cái phần này mà nó bị đứt, thì tất nhiên là cái dòng của nó đến đây là nó yếu rồi, nó thấp. Trong một cái chu trình này á, nó chạy đến đây á, là dòng maximum nha. Khi mà mất
phần nào đó, mà đa phần mất cái phần logic nha, phần điều khiển. Còn phần này phần sống. Thì đây hư nhất đó là chính là phần điều khiển giao tiếp với con Sibu và Iselad này. Thì nếu mà trường hợp mà cái con phần nào không chạy á, thì mình có thể nhìn vào cái kim vòng của cái đồng hồ MBK, thì mình biết được là cái, đến cái phần đoạn nào nó không hoạt động thì mình có thể xác định được ha. Từ đó mình can thiệp vào cái phần cứng rồi kiểm tra coi chắc chắn nó bị lỗi đâu để mình tiến hành mình sửa chữa. Các bạn sử dụng bộ nguồn, các bạn bật nguồn lên, mình điều chỉnh cái mức điện áp đúng giống điện áp pin đó, nó tầm là 3.8 hoặc là 4.2 V, thì ở đây mình điều chỉnh mức trung bình của nó là khoảng 4 V. Đây mình sẽ sử dụng điện áp 4 V. Sau đó mình nhìn cái kim dòng á, là kim IPK nè, nó nhích như thế nào, rồi để mình đoán xem cái khối nào nó chưa hoạt động hoặc nó đã hoạt động ha. Thì trong quá trình bút á, dòng nó sẽ càng ngày càng tăng, và sau quá trình này á là nó sẽ về không là ok, chế độ standby của nó sẽ về không. Cái dây bộ cấp nguồn á, đa phần là cái dây có cái hai đầu kẹp cá sấu ha, mình gắn vào đúng vị trí của nó, như dây âm dây dương á, gắn đúng vào bộ cấp nguồn. Tuy nhiên ở trên một số bo trên điện thoại di động á, nó sẽ có nhiều loại, như ở đây có loại không có socket pin và nó cũng không có vị trí pin luôn. Thì đối với những loại này á, thì các bạn có thể hàng dây, mình hàng mình test ha. Trước tiên á, mình có thể dò được cực dương của nó. Các bạn có thể nhìn vào vị trí pin á, nó ốp vô phần nào thì mình xác định được cực dương cực âm. Hoặc là không có thì mình dùng cái đồng hồ, mình chỉnh cái thang đo chuông á, mình dò. Mình giả sử ở đây là mát, mình dò trước mát, và là cái chân bên đây là mát và đầu bên đây là phần dương ha. Thì đối với phần chân dương này á, mình dò vào điểm đầu trên đầu tụ đó, nó nối vào đầu tụ này. Thì các bạn lấy cho mình một sợi dây nhỏ, mình không hàng trực tiếp vào cái tiếp xúc pin, mình sẽ hàng trực tiếp trên cái đầu tụ này, rồi mình cặp nguồn vô, mình lấy cái kẹp cá sấu á, mình cặp vô rồi mình kiểm tra cho nó dễ ha. Đó, như ở đây á, mình sẽ lấy một sợi dây đồng nhỏ, rồi mình hàng trên cái đầu tụ này. Đối với những cái bo mạch mà không có socket pin hoặc là không có dấu pin, nó hàng dính trên bo luôn. Các bạn hàng về cho mình, rồi mình bắt đầu tiến hành đó, mình dùng kẹp cá sấu á, mình kẹp vô, mình test bo cho nó dễ, kiểm tra cái điện thoại này ăn dòng bao nhiêu. Như đây mình sẽ kẹp vào mát của sim, rồi phần dương là đúng là cái sợi dây hôm nay mình vừa hàng vô, rồi mình test thôi. Đó, trường hợp mà nó bút như vậy á, mình nhìn cái kim dòng nào nó bút lên nè, nó lớn hơn không ha. Đó, sau khi mà các bạn kiểm tra xong hoặc là các bạn sửa chữa xong á, thì mình sẽ xả cái dây điện này ra, tuyệt đối không được hàng vào cái tiếp xúc pin nha. Làm như vậy á, nó sẽ mất tiếp xúc và nó cộm lên, nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của máy. Mối hàng nó làm xấu cái tiếp xúc này.
Hiện nay một số dòng smartphone đó, nhất là cái iPhone nè, thì nó sẽ có cái socket pin hàn dính trên bo, thì mình khó lòng mà mình kẹp, với lại linh kiện nó rất nhỏ, mình khó mà mình hàn cái dây đồng mình vô. Ở ngoài nó sẽ bán ra một những cái sợi các pin nối vào đây, các bạn có thể xem cái phần video mà mình mô tả, hoặc là mình có những cái cục pin hư thì mình sẽ lấy cái sợi cáp này rồi mình gắn vô ha, để mình test. Mình lấy sợi cáp mình hàn hai sợi dây, giả sử cái socket pin này á nó nằm trên sợi cáp của pin âm dương, mình lấy những cái cục pin bỏ, mình tách cái phần cáp này ra rồi mình hàn vô hai sợi dây, phần âm phần dương á các bạn kẹp tương ứng là các bạn test được. Là mình không cần phải hàn ha, mình dùng cái socket pin luôn mình gắn vô. Bên ngoài nó cũng có bán sợi cáp có sẵn luôn nha, ví dụ như đầu pin của iPhone 5S nè, 6 nè, 6 Plus nè, 7 gì á, nó đều có bán. Thì mình mua về mình gắn vô thôi. Khi mà mình kết nối vào cái socket pin như thế này á, rồi mình lấy cái nhíp mình kích vô đúng cái chân power on của nó. Các bạn nhìn cái kim vòng ở đây nè, nó sẽ nhích lên. Thì cũng tương tự như cái phần mà hôm nay mình test á, này nó sẽ bút vòng lên ha, coi coi nó ăn vòng hay không, hoặc là nó bị lỗi phần nào á, có bị chạm hay không, hao nguồn hay không. Thì đối với những smartphone hiện nay á thì nó thiết kế như vậy, thì mình cũng có thể áp dụng được nha. Samsung, iPhone. Còn đối với những cái máy mà chấu pin nó hàn dính trên bo mạch đó thì mình test thì dễ thôi, mình chỉ cần kẹp tương ứng chân âm âm chân dương dương là xong. Những cái trường hợp này khá đơn giản ha, mình kẹp vô rồi mình test thôi, bấm cái nguồn lên. Đó các bạn nhìn không, kim vòng nó nhích lên ha. Thì nhìn vào cái kim vòng này á, nó nhích như lên bao nhiêu và như thế nào, kim có nhịp hay không mà các bạn biết được cái con nào nó chạy hoặc nó bị hư. Mình giả sử trường hợp mà các bạn bấm power on, bấm khởi động cái nguồn y của mình á, nó bằng không, có nghĩa là kim vòng đây nè nó sẽ không nhích nè, mặc dù các bạn bấm nút nguồn hoài nó không nhích. Thì các bạn kiểm tra cho mình, thứ nhất là cái nút nguồn nè, coi nó bị dơ hay bị đứt hay không. Tiếp sau đó các bạn kiểm tra con điện chất cầu chì hoặc là chấu pin nè, có bị dơ hay không ha, chấu pin, socket pin. Thì đối với những cái trường hợp này á, các bạn có thể tháo cái nút nguồn ra, mình kiểm tra, mình vệ sinh lại coi nó có dơ hay không. Cái máy mà như iPhone á, có cái cáp của nút nguồn á, thì kiểm tra coi cáp nút nguồn có bị đứt hay không. Khi mình bấm nguồn không có tác dụng gì ha. Ngoài ra, đối với những cái máy mà nó có cái con điện trở cầu chì, là vị trí điện trở cầu chì nè, đây là chân dương của pin, nó có gắn liền với con điện trở cầu chì, thì mình đo cái con này có thông mạch hay không ha. Như trường hợp cái con điện trở cầu chì này bị đứt á, nó sẽ ngắt mạch luôn, ngắt mạch vào IC nguồn. Thì đây mình sẽ có thể dùng cái dây đồng á, mình câu nối tắt lại. Những trường hợp này á, mình có thể dùng cái đồng hồ VOM nè, chuông á, mình đo kiểm tra cái con điện trở cầu chì nó bị đứt hay không.
Đó, đây là cái câu điện chất cầu chì ha. Đo thấy chuông kêu á là cái này nó thông mạch ha. Còn trường hợp mà các bạn đo nó không kêu thì tất nhiên là bị đứt rồi. Mình lấy vô di động mình câu vô đây cũng được. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình nói về cái bộ nguồn này, khi mình bấm nút nguồn Y nó không nhích, nó Y bằng 0 mA. Cái vấn đề thứ hai đó là điện thoại của mình bị chạm là Y lớn hơn 0. Khi mà cấp nguồn vô mình chưa bấm nút nguồn power on, kim dòng nó đã ăn rồi. Chạm trước thì có hai loại, chạm V-Bus và nó hao dòng. Khi mà lên đây á, nó sẽ nhích lên khá lớn ha, hoặc có thể nhích yếu là nó bị rò rỉ. Đối với những cái máy mà vô nước ra ten á, nó rất hay bị. Thì các bạn cấp nguồn vô thì nó đã ăn dòng rồi, thì trường hợp này rất hao pin, xài chút xíu là nó hết pin liền. Từ đây á, mình có thể kiểm tra xác định được là cái nguyên nhân hao pin là do mainboard, linh kiện bên trong á nó sẽ ăn dòng trước ha. Một trường hợp nữa là chạm V-Bus, có nghĩa là máy này nó sẽ không lên nguồn, kim dòng á nó sẽ maximum luôn, nó sẽ lên 1 mA luôn. V-Bus này á, có thể nguyên nhân do tụ á, nó bị rò rỉ ha, hai là do IC nguồn, ba là do IC công suất. Thì ba cái phần này là đa phần đối với những IC server mà lúc trước á đèn chuông rung á thì cũng có V-Bus nó cấp cấp nguồn vô, nhưng ở đây nó sẽ tích hợp vào con IC vi xử lý rồi, mình không cần phải kiểm tra cái đó. Mà đa phần nó bị hư là tụ nè, IC nguồn hoặc là IC công suất thôi. Các bạn nhìn sơ đồ V-Bus của mình á, từ pin nó cung cấp nguồn cho con IC nguồn. Bên IC nguồn này sẽ có một số con tụ lọc nguồn, và cái pin này nó cũng cung cấp B cho IC công suất luôn. Thì hai con IC này nó hay bị rò rỉ ha. Hoặc là bạn kiểm tra có con một trong hai con này, hoặc là bạn kiểm tra con tụ á. Thì đây, đối với những cái máy mà chạm V-Bus á, các bạn có nhiều phương pháp. Còn một số các bạn hay sử dụng là có cái đồng hồ đo CIC, các bạn có thể dò được cái linh kiện nào bị rò rỉ bằng cách các bạn xem được cái tổng trở của nó. Chạm trước các bạn có thể dùng cái đồng hồ CIC, đồng hồ giờ chạm á, các bạn kiểm tra cũng ra cái con linh kiện nào ha. Thì nó cái đồng hồ đó được thiết kế chuyên giờ chạm này, tại vì tổng trở con nào dòng nó càng lớn á thì tổng trở nó sẽ càng thấp, tỷ lệ nghịch với nhau, Y với R sẽ tỷ lệ nghịch với nhau ha. Thì từ đó các bạn có thể xác định được cái con nào nó bị rò rỉ thì tổng trở của nó khác sẽ nhỏ thấp hơn. Đó là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba của mình á là các bạn bấm power on thì kim nó nhích lên, là kiểu như là dòng Y nó nhích lên, tuy nhiên nó nằm trong phạm vi là dưới 100 mA. Nhiều khi á, các bạn nhích lên 20 mA rồi nó rớt kim xuống, hoặc là các bạn nhích lên nó rồi nhịp nhịp nhịp. Thế thì những cái trường hợp này á, là cái máy của mình nó bị mất bút ha. Mất bút ở đây là mất bút cái phần điều khiển, có nghĩa là con IC vi xử lý và cái con IC bộ nhớ flash hoặc là có ổ cứng. Thì mình kiểm tra dựa vào cái kim dòng này, nhiều khi nó sẽ lên khoảng gần 100 mA rồi nó rớt kim xuống, hoặc là những trường hợp á, nó lên 100 mA rồi nó nhịp nhịp nhịp. Thì những trường nhịp nhịp này á, các bạn có thể chạy chương trình lại ha, chuyển qua chế độ Emergency Download để mình chạy chương trình thử coi nó có chạy quát hay không. Thì trong những cái quá trình mà chạy như thế này á thì xe lát nó cứng á, nó hay bị hư. Đối với những cái dòng như iPhone nè, các bạn chạy được bao nhiêu phần trăm á, khoảng 50 hoặc 70% á, gần
gần hết 100%, nhưng mà nó sẽ báo fail, bị lỗi nha, là nó bị hư ổ cứng. Hoặc là những dòng smartphone của Samsung, Oppo, Huawei á, nó cũng hay bị hư, nhiều nhất là phần hư ổ cứng nha. Kim lúc này á, nó sẽ mút lên mà nó đứng im, hoặc là nó nhịp, hoặc là nó rớt kim xuống. Mà các bạn chạy chương trình, nó chạy dưới chừng nó fail, có nghĩa là nó bị isolate. Thì mình ở đây mình chỉ đục ổ cứng, mình thay ổ cứng khác ha. Nếu mà cái kim dòng của mình nó nhích lên chút xíu rồi nó rớt xuống, nó mới nhích lên nha, là cái ý là các bạn kiểm tra cho mình cái mạch dao động và CPU ha. Coi trường hợp cắm cáp vô nó đã nhận cáp rồi, tất nhiên là cái mạch dao động và cái CPU này nó đã chạy rồi. Thì các bạn chuyển qua phần này, các bạn kiểm tra phần lát ha. Các bạn có thể làm chân đóng lại, hoặc là mình thay xe lát, hoặc là ổ cứng là xong. Chạy lại chương trình đồng bộ cho nó. Rồi, các bạn làm nhiều á, mình sẽ tích lũy được kinh nghiệm ha. Kiểu như các bạn nhìn cái kim này nè, nó nhích lên bao nhiêu á, ăn giọng bao nhiêu, thì mình sẽ biết được cái con nào nó hoạt động. Đó là cái trường hợp thứ ba. Còn cái trường hợp thứ tư á, là cái máy ok. Thứ nhất, trước khi các bạn nhấn nguồn á, thì kim nó bằng không, và sau khi các bạn nhấn nguồn nè, kim nó mới nhích lên ha. Và khi mà nó boot xong á, nó ở chế độ standby, nó kim nó rớt về 0 mA, là cái máy này ok, nó không bị hao nguồn, tốt. Ở đây mình giả sử có một con Nokia này, mình kẹp nguồn vô, các bạn nhìn kim dòng trước, mình kẹp như thế này, cái kim dòng của mình bằng 0 mA, có nghĩa là nó không bị hao pin do chạm trước ha, hoặc là chạm với bát. Nè, trường hợp y lớn không á, thì trường hợp này y bằng không là ok. Rồi mình nhấn nút nguồn, đó, nó bắt đầu nó boot lên. Đó, kim nó nhích hơn 100 mA, nó gần 200 mA nha, là cái quá trình nó boot á, lúc này nó chạy được á. Các bạn để cho nó chờ cho màn hình nó tắt nữa, chế độ standby. Khi này các bạn thấy cái kim của mình nó nhịp á, là cái con IC trung tầng nó chạy, là công suất nó chạy nha, nó chỉ qua sức anten luôn, là cái quá chương trình này á là nó hoạt động. Thì dòng mà boost của nó á, là nó 100 mấy chục mA. Đó, khi mà chế độ standby của mình á như đây, nó nằm với chế độ chờ, các bạn quan sát cho mình á, cái kim của mình á ở đây nó sẽ bằng không ha, có nghĩa là chế độ standby nó tiêu thụ ít, rất ít năng lượng. Cái nhịp này là cái xung nhịp của trong cái điện thoại này thôi. Nè, mình bấm lại, đây là cái cách để mà các bạn kiểm tra cái điện thoại của mình có hao pin hay không ha, đặc biệt là cái mainboard. Đối với những mình bo vô nước hoặc máy rớt á, thì nó chạm chặt linh kiện bên trong á, chạm chân bên trong, thì nó gây ra một số lỗi như hao nguồn, hao pin, nhất là những cái máy vô nước oxy hóa ra ten. Đó, trường hợp mà cái kim dòng của mình chế độ standby nó bằng không, như vậy á, là cái máy của mình ok, không bị hao pin. Thì mình dựa vào cái em bài kế nè, mức độ ăn dòng của nó, mình có thể xác định được cái máy tốt hay không, hoặc là máy có bị hao nguồn chạm trước hay không. Rồi là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa điện thoại di động dựa vào bộ nguồn ha, và phân tích cái sơ đồ khối cơ bản của nó. Đồng thời á, các bạn có thể dựa vào cái kim dòng nè, nó ăn dòng bao nhiêu, để mình có thể xác định được nó có bị hao nguồn nè, hoặc là nó máy ok, hoặc là trường hợp mà nó bị mất boost á, là dòng á, kim của mình á, nó nhích như thế nào ha.
trong quá trình chạy chương trình lại cái ổ cứng của mình đó, nó bị chạy có bị rớt hoặc bị fail hay không. Từ đó các bạn có thể tìm cái hướng xử lý như đục thay ổ cứng, hoặc là các bạn có thể làm chân đóng lại thử coi nó có lên hay không. Mà đa phần những cái smartphone bây giờ là cái ổ cứng của mình nó hay bị chết nha. Các bạn làm chân đóng lại nó chắc chắn nó không lên, nó cũng như y như vậy. Mình chỉ có cách thay ổ cứng khác thôi. Samsung nó hay bị. Rồi là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn hãy để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.